Mà các bạn chú ý ở trong từ điển là nguyên tắc là không linh hoạt nhé. Mà đã linh hoạt là không chơi nguyên tắc nhé. À, thì nguyên tắc hai đó là nguyên tắc khác nhau độc đáo. Khác nhau độc đáo. Như vậy mình phải dựa trên bài giảng của ông thầy, mình phải làm khác đi. Nhưng mà khác đi thì nó mới là sáng tạo. Mà khác đi phải độc đáo. Mà độc đáo thì nó phải độc đáo hơn cả thằng độc đáo. Và các bạn hãy đến siêu thị chuẩn bị lo dù cho mẹ đi sắm Tết. Bạn cứ nhìn cái bao bì của bọn nước ngoài. Tôi là kẻ cực kỳ không vọng ngoại, nhưng không thể tưởng tượng được. Nó sáng tạo, nó đẹp lắm. Còn làng Việt Nam tôi chưa cần nói chất lượng. Nguyên cái bao bì thôi không thể nào chấp nhận được. Cho nên là các bạn thấy nó phải độc. Bây giờ làm cái bao bì cho sản phẩm không, đó là độc. Ngày mai áp dụng làm sao cho nó ăn mặc cũng phải độc, nhưng mà độc phải dựa trên nguyên tắc. Đấy. Vậy thì ở đây nhé, cái nguyên tắc này nó có nội dung như này. Một cái sai lầm một cách nghiêm trọng mà rất nhiều người không làm được. Không phải tuổi các bạn đâu, tuổi nào cũng thế. Người ta đều hiểu thế này. Đứng trước một vấn đề, đúng không? Thì cái cách giải quyết nó là giống nhau.